Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành nghị quyết số 29 quy định cơ chế chính sách hỗ trợ tích tụ tập trung đất đai, mua máy cấy, hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. Theo đó, những người dân có ruộng cho người khác thuê sẽ được 20 kg thóc một sào một năm. Những xã đứng lên vận động tuyên truyền người dân tập trung đất đai sẽ được hưởng 1 triệu đồng một hecta. Cùng với đó hỗ trợ 50% tiền mua máy sấy thóc, 50% tiền mua máy cấy trong khung điều kiện tiền hỗ trợ không quá 40 triệu đồng một máy. Với chính sách như vậy, tốc độ tích tụ đất đai ngày một tăng. Cuối năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh mới có 968 hộ đại điền cấy từ 2 hecta, nay đã có 1.700 hộ.